Vâng, điện tử Tắm Hoa, địa chỉ Thị Tứ, xã Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Xin kính chào tất cả quý vị và các anh em. Vâng, trước mắt quý vị và các anh em, đây là trọn bộ âm thanh karaoke Palmax gồm có 4 sản phẩm. Em vừa khui thùng ra để giới thiệu đến quý vị và các anh em, bên em test để gửi cho bạn Phạm Văn Tùng. Bạn Tùng có địa chỉ chi tiết là ở Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Và bạn đã đặt bên trung tâm điện tử Tắm Hoa một trọn bộ karaoke gồm có 4 thiết bị. Đầu tiên là một cặp loa Panamax, mã sản phẩm là FX1500. Và loa được thiết kế 2 bát 20 két, một chung và một tép trên một thân thùng. Và quý vị và các anh em có thể nhìn rất là rõ. Đây là cặp loa Palmax được sản xuất tại Việt Nam. Và thứ hai là một chiếc âm ly Palmax 999 PLO. Và thứ ba là một sản phẩm, đó là một chiếc mic Su 79. Và tổng giá trị của bộ sản phẩm của bạn Tùng là có trị giá là trên 10 triệu đồng. Và với một cặp loa Palmax FX1500 giá 6 triệu đồng, với một chiếc âm ly Palmax 999 PRO giá 4 triệu 6, với một chiếc mic Su 79 giá 500.000 đồng. Và quý vị và các anh em có nhu cầu mua sắm xin hãy liên hệ cho điện tử Tắm Hoa theo hai số máy 0974 637 646 và 0918 249 265. Và đây là những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, Palmax. Và em quay qua thông số của cặp loa Palmax, mã sản phẩm là FX1500, loa trở kháng 8 ohm với độ nhạy, và với công suất là 240W. Đây là một cặp loa Palmax FX1500. Và trước khi gửi cho bạn Tùng, trung tâm sẽ test kỹ. Tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi.
muốn níu ân tình mà anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì